Tại một gian hàng hoa Tết ở khu vực Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, chậu lan hồ điệp có tên Cửu Long Tranh Châu, cao khoảng 4 mét, tán rộng gần 2 mét, được giao bán với giá hơn 3,8 tỷ đồng. Theo giới thiệu, chậu hoa nặng hơn 1 tấn, được làm thủ công. Phần chậu được nghệ nhân người Thái Bình chế tác trong vòng 3 tháng, dát vàng 24K. Đại diện đơn vị thực hiện chậu lan này cho hay, tác phẩm hoa lan hồ điệp 9 tầng có phần chậu tạo hình 9 con rồng đang uốn lượn, tranh một viên ngọc. Chậu hoa được tạo nên từ hơn 2.000 cành hoa lan hồ điệp Đà Lạt. Số lượng hoa lan được trồng trên cái chậu hoa này đó là 2.686 cành hoa và 9 tầng hoa. Cũng theo ý tưởng là cửu long tranh châu thì cửu là 9 thì tầng hoa bản thân mình cũng phải là cửu để mà cái sự đồng bộ cũng như là mang đến một cái ý nghĩa về phong thủy. Chậu hoa là được xác lập vừa kỷ lục là chậu hoa lớn nhất, chậu hoa lan hồ điệp dát vàng lớn nhất Việt Nam và cũng như là giá trị là đắt nhất đến thời điểm hiện tại. Hoa lan hồ điệp Đà Lạt thì chơi được thời gian khoảng từ 1 cho đến 2 tháng tùy vào điều kiện bảo quản và điều kiện thời tiết. Nhưng với khí hậu ở ngoài Bắc này thì ít nhất là cũng phải được 45 ngày bởi vì điều kiện mát mẻ. Chuỗi hoa lan anh chị có thể thấy đây, hoa lan có từ 11 cho đến 12 hoa và mỗi 3 bông, 3 ngày thì nó sẽ nở bông hoa này. Cứ 3 ngày nở một bông và hiện tại trưng bày đến thời điểm này cũng có thể chơi được hết tháng riêng. Tức là thời gian hoa lan hồ điệp Đà Lạt thì rất là bền. Thị trường lan hồ điệp năm nay được đánh giá có thể ít sôi động hơn mọi năm. Ngoài ra, trong gian hàng rộng gần 2.000m2 này còn trưng bày nhiều cây hoa lan với nhiều màu sắc khác nhau, đa dạng mẫu mã.